Thưa quý vị, trong góc đảng viên ưu tú của nhà báo tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ có hai gương mặt, đó là Tô Ân Sô và Lương Tam Quang, trời sinh một cặp lưu manh. Chúng lưu manh như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ. Ngày hôm 14 tháng 9, bà Dư Thị Thành, hiền thê của cụ Kình, đã gửi một lá đơn tố cáo khẩn cấp. Nội dung tố cáo Thiếu tướng Tô Ân Sô đã xúc phạm đến vong linh của người đã khuất, tức cụ Kình. Vì hôm 6 tháng 9, họ Tô đã gọi thẳng đích danh cụ Kình là cường hào địa chủ mới. Mặc dù trong cuộc đời 58 năm tuổi đảng, cụ Kình chưa có bất kỳ một hình thức kỷ luật nào. Cường hào địa chủ là chỉ những kẻ bóc lột, ăn cướp của nhân dân. Nhưng cụ Kình, ngoài giúp bà con nông dân lấy lại đất, chưa ăn cướp của ai một đồng. Vậy mà họ Tô đã vu cáo trắng trợn cho cụ, để xách động quần chúng gây hận thù như đổ thêm dầu vào lửa cho những cái án tử tiếp theo. Tô Ân Sô phải nói rằng là những kẻ tán tận lương tâm vô cùng xảo quyệt gian trá. Họ Tô đã lưu manh gian ác là vậy. Thật bất hạnh cho đất nước Việt Nam. Những tên tướng công an hiện nay đa số là một lũ đốn mạc, khốn nạn và lưu manh. Cùng với họ Tô, trong vụ Đồng Tâm còn có cả thêm Lương Tam Quang là một trung tướng, thứ trưởng Bộ Công an, cũng vu cáo với những lời lẽ không kém sắc máu. Sau vụ công an khủng bố Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng Giêng, Lương Tam Quang vu cáo dựng chuyện để trông cho có vẻ đây là một vụ tấn công rất hợp pháp. Quang cho rằng hiện nay một số phần tử lưu vong đã móc nối, hướng dẫn các đối tượng đối phó với lực lượng chức năng, hướng dẫn chế tạo thuốc nổ, cách làm bom xăng, đi mua vũ khí, v.v. Chúng tôi đã thu thập tài liệu trong quá trình quyên góp tiền. Tổ đồng thuận sử dụng 50% chia cho bố con ông Lê Đình Kình. Trước khi Đồng Tâm bị tấn công, Lương Tam Quang đã cho lính diễn tập tấn công chống khủng bố, trong đó có nhiều lực lượng cùng tham gia. Các lực lượng đó đều xuất hiện trong cái đêm kinh hoàng ở Đồng Tâm. Tướng ở các quốc gia dân chủ văn minh, một khi thụ phong tất cả, họ đều ra chiến trận, có công trạng trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thế nhưng, sinh ra ở một quốc gia có đảng rừng rú lãnh đạo, nên tướng sinh ra như một lũ ký sinh trùng. Tướng ở Việt Nam thụ phong mà như nở từ lò ấp trứng. Ai kinh qua những lần gây nợ máu với dân, càng nợ máu thì cầu vai càng lắm ngôi sao. Trong vụ Đồng Tâm, Lương Tam Quang và Tô Ân Sô đúng là một cặp bài trùng để giúp cho cuộc tắm máu nhân dân đến nhanh hơn, để cuộc cướp đất diễn ra gọn ghẽ hơn. Một cặp trời sinh lưu manh gian ác này, chúng không từ một thủ đoạn nào để thể hiện rõ một chế độ lấy bạo lực, lấy họng súng làm điểm tựa vững chắc cho chế độ đương quyền. Trong khi hai tên tướng lưu manh này trả lời báo chí một cách vu cáo, dựng chuyện không thành có như vu cáo Tổ đồng thuận, nhóm chống tham nhũng, móc nối với các phần tử nước ngoài học cách chế tạo vũ khí hay là cường hào địa chủ mới. Chúng còn tưởng tượng những điều trong trí óc con người không thể nào nghĩ tới như cái chết của ba tên công an. Chúng biết hết, chúng tường tận đường đi nước bước của nhân dân mình là thế. Vậy nhưng khi hỏi về việc người Trung Quốc mua đất, lập các khu phố khắp nơi trên Việt Nam, thì Tô Lâm, Trần Hồng Hà đứng giữa Quốc hội nói là không biết, chưa nghe và cũng chưa từng thấy những chuyện mà bất kể người dân nào cũng biết. Giá như 3.000 quân và vũ khí được trang bị đêm đó, được đem ra để bảo vệ ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa thì quý giá biết bao, ba cái chết kia thật thiêng liêng biết bao. Giá như những hy sinh đó là chống ngoại xâm kia, chống kẻ thù thì nhân dân sẽ mang ơn họ biết bao. Ai trong đời xua quân về tàn sát một ngôi làng quê bình yên mà những người ở đó còn tin tưởng đảng vô cùng, để bị té giếng chết mà lại được phong anh hùng. Nguyễn Phú Trọng ký phong thăng liệt sĩ cho ba kẻ tàn sát dân ấy, không có cảm thấy hổ thẹn với những vong linh đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ biên giới chống Trung Quốc xâm lược phía Bắc, những vong linh hy sinh ở Gạc Ma hay sao? Những chiến sĩ bảo vệ biên giới năm 79, Gạc Ma năm 88 đều bị sách lịch sử chối bỏ. Chế độ đương quyền muốn xóa bỏ những cột mốc lịch sử đó để hậu thế quên đi những tội ác của quân bành trướng Bắc Kinh. Hàng vạn chiến sĩ đồng bào hy sinh ở biên giới, đảng muốn quên đi, không muốn nhắc về họ nữa. Còn những liệt sĩ chết do té giếng, khi có ai hỏi về ba kẻ tàn sát dân lành đó có công lao gì mà phong liệt sĩ, lịch sử sẽ ghi công hay ghi tội cho họ đây?
công lao giết dân ư? Với giặc thì chế độ muốn làm mờ đi những sự thật, còn với đồng bào thì các tướng công an như cặp bài trùng này muốn dựng chuyện không thành có để vu cáo, để kích động lòng dân, để đưa cả ba đời trong một gia đình lên đoạn đầu đài một cách trót lọt. Cuối cùng có mấy ai biết đằng sau những vở kịch dựng ẩu tả ấy là miếng đất giá trị hàng tỷ đô la? Lương Tâm Quang, Tô Ân Sô, quả là trời sinh một cặp lưu manh, một cặp khốn nạn. Quý vị có thấy, bọn họ gọi cụ Kình là cường hào địa chủ mới và là kẻ khủng bố, vì vậy cần phải bị tiêu diệt. Nhưng nhà báo Phạm Minh Vũ thì viết rằng, chưa bao giờ tôi thấy cái chết của một tên khủng bố nào lại lấy nhiều nước mắt từ nhân dân như cụ Kình. Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào khi qua đời, nhân dân lại lập bàn thờ như thế này. Tôi chưa bao giờ thấy tên khủng bố nào được dân làng yêu mến, xếp hàng chào đón và rơi nước mắt khi thấy tên khủng bố xuất viện trở về nhà giống như cụ Kình vậy. Tôi cũng chưa thấy tên khủng bố nào qua đời mà cả nhân dân xã Đồng Tâm đến bịt khăn tang, mặc dù khăn tang không đủ trong ngày đưa tang như đám tang của cụ Kình. Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào đi đòi đất mà nói lý lẽ bằng pháp luật, làm cho cả một thể chế chính trị cúi đầu chào thua lý lẽ của tên khủng bố ấy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nhiều nhân sĩ trí thức đồng bào của cụ Kình lên tiếng ủng hộ hành động của tên khủng bố đó. Nhiều quan chức đảng viên, nhân dân lại đứng về lý lẽ của khủng bố mà lên án cách hành xử của những kẻ cầm quyền. Và chưa bao giờ tôi thấy tên cường hào ác bá nào đáng nghèo mà lại được người dân cả nước yêu mến đến thế. Người xưa có câu, thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái, ngập mồ thối xương. Cụ Kình sẽ sống với dân tộc và nhân dân vì sự hy sinh của cụ. Còn những kẻ mà nhân danh lãnh đạo, tôi thấy dân chửi hay như hát. Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng là những kẻ trong số đó đó.